Rồi, hôm nay hướng dẫn các bạn vệ sinh dây đàn. À, thì đối với những bạn mà chơi guitar vào trời thời tiết ẩm mốc như thế này, vào mùa mưa và đặc biệt là tay ra mồ hôi tay á, thì mình dây đàn rất là nhanh dễ hỏng. Như vậy chúng ta phải vệ sinh thường xuyên, chứ nếu như mà để khoảng 2-3 ngày mà không vệ sinh đó là dây nó đã rỉ hết rồi. Hãy trước tiên dùng một cái khăn mềm này, khăn thật là mềm. Khăn này 5.000 một cái. Ở nhà các bạn có nước lau kính cũng được. Chúng ta không xịt trực tiếp lên cần như thế này, xịt ít thôi vừa dây vô khăn cho nó vừa ướt. Sau đó chúng ta lau sạch đất đi, sạch đất đi. Thì cái bước này á, giúp chúng ta là vừa lau sạch đất trên dây mà vừa lau sạch đất trên dây đàn và vừa lau sạch đất trên cần này. Rồi. Sau khi lau xong thì mình cũng giới thiệu với các bạn luôn, đây là dung dịch dầu lau dây Music Nomad MN109, có xuất xứ từ Mỹ và được bán với giá là 180.000, hàng có sẵn tại shop. Đó, các bạn cần thì cứ liên hệ nha. Rồi. Thì cái dầu lau dây này có gì đặc biệt? Các bạn nhìn các cái loại khác thì nó là dạng bình nước, còn cái này là dạng dầu. Thì bình nước nó sẽ mau hết hơn, còn dầu thì cái tốc độ bay hơi của nó lâu hơn. Rồi. Thì cái đặc biệt của cái loại này á, là cái bảng nó rất là rộng. Đó. Cái bảng này nó vừa fit với 6 dây đàn luôn. Thì cách sử dụng của nó như thế nào? Chúng ta hãy là sau khi mà lau bằng khăn xong á, chúng ta đi một lần, chỉ một lần thôi nha. Rồi. Sau đó các bạn mở ra, bên trên có một cái khăn này. Rồi, dùng cái khăn này để lau đất dính trên dây và dính ở phía dưới dây. Dính ở phía dưới dây thì các bạn dùng hai cái móng tay này và kẹp cái khăn các bạn đi. Đó. Dưới này rất là nhiều đất luôn á. Thường thường thì mình ít để ý nhưng mà thực sự rất là dơ. Đây. Mình chỉ chơi ở trong nhà thôi á, rất là dơ thế này. Rồi, lau xong gấp lại cắt. Và sau đó chúng ta đi thêm một lượt nữa. Cái bước này dùng để làm gì? Cái bước này dùng để phủ một lớp. Giống như kiểu là có một lớp để bảo vệ chống rỉ rồi đó. Rồi, như vậy chúng ta chỉ cần đi hai lượt thôi là vừa đủ. Một số anh em thì có một cái thói quen rất là không hay, là tưởng tượng đây giống như cái bóp vậy. Chà. Như vậy thì nó vừa lãng phí dầu và lại vừa không hiệu quả, tại vì mình chỉ lau sạch được lớp bên trên thôi, còn lớp bên dưới nó vẫn cứ dính ở đó. Rồi. Mọi người hãy thực hiện giống như các cái bước mà tình chỉ, thì dây đàn của bạn tuổi thọ nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và đặc biệt sử dụng dầu lau dây Music Nomad